Thưa quý vị và các bạn, cứ vào dịp trước Tết, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường tăng đột biến. Điều này cũng đồng nghĩa rằng tình hình trật tự an toàn giao thông sẽ trở nên phức tạp hơn và khó kiểm soát hơn. Có thể dễ dàng nhận thấy điều này khi lưu thông trên quốc lộ 1A, tuyến đường huyết mạch giao thông quan trọng nhất của cả nước. Cùng với lưu lượng người phương tiện tăng đột biến thì những dở dang trong thi công nâng cấp mở rộng quốc lộ 1A suốt chiều dài của tuyến qua địa phận Nghệ An chính là những nguyên nhân khiến cho tình hình giao thông trên tuyến trở nên phức tạp. Chuyên mục Mỗi tuần một vấn đề hôm nay, chúng tôi sẽ đề cập về vấn đề này. Ngã ba Yên Lý, mỗi lần có tàu đi ngang qua, từng hàng ô tô nối đuôi nhau chờ đợi. 30 phút sau, tình trạng ách tắc giao thông cũng không mấy được cải thiện. Chen lấn, tranh giành từng mét đường và xe nào cũng cố vượt lên khiến cho đoạn đường đã tắc lại càng tắc hơn. Và đôi khi phải nhờ đến những người điều khiển giao thông không chuyên như thế này thì tình hình mới khả quan hơn. Hai ngày là tắc liên tục. Tắc thì 20-30 phút, có bữa tắc lâu thì ví dụ gây xảy ra tai nạn. Lâu nay, tình trạng tắc đường mỗi lần có tàu đi qua vẫn thường diễn ra tại ngã ba Yên Lý. Tuy nhiên, từ gần một tuần nay, tình hình có vẻ nghiêm trọng và thường xuyên hơn khi lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng so với trước đây. Đặc biệt là vào các buổi chiều trong tuần. Và chỉ đến khi có sự điều tiết giao thông của cơ quan chức năng thì tình hình mới được cải thiện. Và nhiều khi là coi như là hai cái ô tô coi như là hai công tơ to, xe to và tranh nhau, không anh nào chịu nhường anh nào cả. Sau đó rồi là coi như là xe con lại xe nhỏ lại lùi vào ở giữa, nó sinh ra cái ách tắc. Những người dân sống dọc hai bên tuyến quốc lộ 1A cũng cho biết, gần đây khi lưu lượng phương tiện dịp Tết tăng lên thì có xuất hiện thêm một vài điểm ùn tắc khác nữa trên tuyến đường bộ Bắc Nam này. Chủ yếu là tập trung tại một số đoạn đường đang được mở rộng sửa chữa và thi công trên tuyến. Điều đáng nói là khi ùn tắc do vướng phải những đoạn đường đang thi công nên các tài xế tránh xe, lùi xe và không nhường nhau, dẫn tới một số vụ va chạm nhẹ. Chính những lúc đó, đường đã tắc lại càng tắc hơn. Đợt vừa rồi đây thì cũng có làm đường quốc lộ 1A này thì cũng đang thi công làm, cho nên là có những xe vào đổ đất đi qua đường thì đường nó chật hẹp thì xe thì đường bắt đầu nó hẹp lại thì xe nó vào nó đổ đất thì nó nhiều khi xe chưa vào được thì gặp xe đi đường vào thì nó chậm lại, nó dồn từ ngoài vào, cho nên là khi mà vào đến đây chậm đây thì có khi gặp cái tàu này là coi như là chậm thêm. Thưa quý vị và các bạn, tắc đường tại ngã ba Yên Lý hay một vài điểm trên tuyến quốc lộ 1A thì không phải là điều mới chỉ xảy ra ngày 1, ngày 2 trên đoạn đường này. Thế nhưng khi nhắc tới những nguyên nhân dẫn đến tắc đường thì không thể không nhắc tới cái cơ sở hạ tầng của cái tuyến đường độc đạo này. Mở rộng đường là điều cần thiết, tuy nhiên xây dựng không tập trung, nhiều đoạn chưa giải phóng được mặt bằng hay thi công chậm tiến độ là những nguyên nhân khiến diện tích mặt đường bị thu hẹp, gây khó khăn cho người tham gia giao thông và dẫn đến ách tắc trên cái tuyến đường này. Gói thầu số 1 từ km 425+900 đến km 437 kéo dài từ xã Diễn Phúc đi qua Diễn Thành đến Diễn An của huyện Diễn Châu. Gói thầu số 1 này do nhà thầu là công ty cổ phần xây dựng Trung Sơn nhận thi công mở rộng. Bắt đầu khởi công từ tháng 9 năm 2010. Theo quyết định, đoạn đường do công ty này đảm nhận phải hoàn thành sau 18 tháng, tức là vào tháng 3 năm 2012, phải hoàn thiện và bàn giao đưa vào sử dụng. Thế nhưng, khởi công chưa được bao lâu thì công trình phải ngừng 10 tháng. Và năm nay, công trình mới được bắt đầu làm lại. Thời gian thi công quá lâu đã ảnh hưởng không nhỏ tới việc đi lại của các phương tiện giao thông cũng như người dân sống hai bên đường. Lâu rồi nhưng mà không biết ra rằng chứ làm không dứt điểm chi cả. Dân chúng ở đây là khổ nhất là như cái bụi, mùa mưa gió thì lây. Mà không trống chơi nhà nước làm rằng chứ dứt điểm đi một vài đợt chứ dân sống chứ cứ kéo dài kiểu này mà tôi cũng thấy cơ cực về cuộc sống lắm. Gói thầu số 1 này
nằm trong tổng thể dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 1A do Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư, được xác định là đoạn đường trọng điểm và ưu tiên đầu tư xây dựng. Nhưng dù vậy, đoạn đường hiện vẫn còn rất dang dở, lỗ chỗ do chưa hoàn thiện đúng tiến độ đã đề ra. Nguyên nhân được đưa ra ở đây là bởi thiếu vốn và vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, theo quyết định mới của tỉnh, chậm nhất là tới tháng 3 năm 2014, đoạn đường phải hoàn thành và đưa vào sử dụng. Vì vậy, hiện công ty đang triển khai lực lượng để đẩy nhanh tiến độ. Chúng tôi là tăng thêm lực lượng xe máy, con người, vật tư. Và đến giờ phút này là cũng được khoảng 50-60% công việc. Để đảm bảo cho đoàn Tết Nguyên đán thì chúng tôi cố gắng làm tăng ca để hoàn thành cái tuyến phía bên trái tuyến để thông xe đoàn Tết. Theo quyết định, dự án mở rộng nâng cấp quốc lộ 1A đi qua địa bàn Nghệ An có tổng chiều dài tuyến chính là 73 km, được chia thành 5 dự án và giao cho 4 chủ đầu tư. Với các gói thầu đã được triển khai thì không ít gói thầu phải gia hạn thêm thời gian thi công để có thể hoàn thiện công trình. Vướng mắc lớn nhất ở đây là công tác giải phóng mặt bằng. Thì theo kế hoạch, tất nhiên là cũng để quyết liệt chỉ đạo, tức là trước 30 tháng 4 của năm 2014 là phải xong 100% công tác giải phóng mặt bằng. Và cái này thì là chỉ đạo từ Bộ Giao thông cũng như là từ lãnh đạo tỉnh để đảm bảo được cái tiến độ đó. Thì đến thời điểm hiện nay thì sở với chức danh là được giao nhiệm vụ là thường trực trong hội đồng giải phóng bằng của quốc lộ 1 đã tập trung quyết liệt với các cái ban chỉ đạo mà ban giải phóng bằng của các địa phương để giải quyết các cái vướng mắc. Công tác đền bù giải phóng mặt bằng là vấn đề khó khăn, phức tạp và là một trong những nguyên nhân làm chậm tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Khó khăn thì đã thấy rõ, nhưng nếu khó khăn này không sớm được khắc phục thì tình hình trật tự an toàn giao thông rất khó được đảm bảo. Tai nạn giao thông có lẽ sẽ không thể tránh khỏi. Cuộc sống của các hộ dân sống hai bên đường cũng ảnh hưởng không ít. Và quan trọng hơn, cảnh tượng hàng trăm xe ô tô nối đuôi nhau đông đặc kéo dài hàng tiếng đồng hồ sẽ không biết đến bao giờ mới chấm dứt. Trước mắt, giải pháp tình thế có lẽ ngành chức năng, lực lượng cảnh sát giao thông cần tăng cường hơn nữa việc điều tiết phân luồng để đảm bảo giao thông cho người dân những ngày giáp Tết.